Thưa quý vị, tối qua trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 kết thúc với cô vô địch về tay đội U23 Việt Nam. Rất nhiều người dân Đà Nẵng lại có một đêm không ngủ đã đổ ra đường ăn mừng. Tại các tuyến phố chính trung tâm thành phố tràn ngập cờ hoa, kèn trống, rộn ràng tiếng hô Việt Nam vô địch. Công an thành phố đã huy động tổng lực để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân tham gia ăn mừng chiến thắng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đội tuyển U23 Việt Nam giành huy chương vàng bóng đá nam tại SEA Games 31 đã làm nức lòng người hâm mộ. Hàng ngàn người dân Đà Nẵng xuống đường mừng chiến thắng cho đội nhà Việt Nam vô địch. Hầu như những tuyến đường chính ở thành phố Đà Nẵng tràn ngập cờ đỏ sao vàng, tiếng còi thổi inh ỏi. Nhiều người xuống đường thể hiện tinh thần bóng đá nước nhà theo cách riêng của mình. Mấy năm trước đó, năm 2018 chúng tôi là đi xe, đi toàn thành phố. Năm nay vì điều kiện giao thông đông người quá nên chúng tôi đi bộ thôi. Tổ chức đi bộ quanh khu vực của chúng tôi đang sinh sống là khu quận Sơn Trà, tay chúng tôi. Việt Nam vô địch! Xin cảm ơn mọi người, xin cảm ơn các đội trẻ U23, càng ba, ok! Theo ghi nhận của phóng viên, càng về khuya, dòng người càng đông đúc. Tại công viên hai bờ đông, tây cầu Rồng, các cổ động viên đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam. Nhiều du khách đến Đà Nẵng tham quan cũng hòa mình vào niềm vui với đội chủ nhà Việt Nam. Thì chúng ta sắp được đi bão là cũng lâu lắm rồi, trong cái tình hình 2 năm dịch vừa qua thì hôm nay là cảm thấy là vui vẻ, là sống đồng như vậy luôn ạ. An ninh trật tự của mình thì nói chung là quá xuất sắc, mặc dù là không có một đồng chí hay cán bộ gì phải đi nhắc nhở, nhưng người dân thì vẫn chấp hành về giao thông cũng như là nói chung mọi cái là em thấy ok. Để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân tham gia ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam, Công an thành phố huy động cảnh sát giao thông, trật tự cơ động, lực lượng 911, lực lượng 8394 làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn phương tiện di chuyển đảm bảo trật tự an toàn giao thông để hoạt động cổ vũ, ủng hộ kết quả thi đấu đội tuyển U23 trong an toàn trật tự. Đồng thời tổ chức triển khai phòng chống các hành vi quá khích, lạm dụng, gây rối trật tự và xử lý nghiêm các trường hợp đua xe trái phép. Hiện nay thì lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí trên tất cả các tuyến trọng điểm trên địa bàn quận. Bên cạnh các công tác điều tiết giao thông thì chúng tôi còn bố trí các tổ tuần tra kiểm soát phối hợp với các tổ 1049 của công an quận và các tổ tuần tra 8394 của công an các phường tuần lưu trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận, và phải kiên quyết xử lý tất cả các trường hợp lạng lách, đua xe đánh võng, lợi dụng xuống đường trước cái chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam. Được biết trong tối qua, các lực lượng công an thành phố đã tạm giữ và xử lý 5 phương tiện vi phạm an toàn giao thông, như 3 xe ô tô tải chở người trên nóc, thùng xe trái quy định, 1 ô tô con vi phạm nồng độ cồn và 1 mô tô độ chế bộ phận giảm thanh lạng lách đánh võng gây mất trật tự công cộng.